Hello guys! First and foremost, I would like to tell you that the way we pronounce a car's name doesn't affect the content of a video. And that's why in this video, I prefer to use the most usual way to call this car. Instead of Rolls-Royce Cullinan, I'll call it Rolls-Royce Cullinan. Và chào mừng anh em đến với video Walk Around chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Bass, chiếc xe có giá bán khoảng 40 tỷ ở Việt Nam. Có rất nhiều thứ đầu tiên xuất hiện ở trên chiếc Rolls-Royce Cullinan. Đây là chiếc SUV đầu tiên của thương hiệu siêu sang này và cũng là mẫu xe đầu tiên của họ mà có lực kéo được truyền từ bánh trước. Đồng thời thì Rolls-Royce cũng tuyên bố đây là chiếc SUV siêu sang đầu tiên trên thế giới. Tức là về mặt danh phận thì nó cao cấp hơn rất nhiều so với những chiếc như là Range Rover SP Autobiography hay thậm chí là Bentley Bentayga. Đây cũng là một mẫu xe có thể nói là nó phá vỡ đi rất nhiều cái truyền thống của Rolls-Royce. Họ vốn định vị mình là một thương hiệu siêu sang, nhưng ở trên mẫu xe này các bạn sẽ tìm thấy những điểm bớt siêu sang đi và chuyển sang thực dụng hơn. Ví dụ như việc các bạn có thể gập được hàng ghế thứ hai phẳng xuống để thông với cốp. Và đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Rolls-Royce mà các bạn có thể tìm thấy một cái cửa vỏ sò ở phía sau. Với một cái định vị là một chiếc SUV thì cái cấu hình cơ bản của kiểu xe này là các bạn sẽ có một cái thiết kế hai hộp. Nhưng Rolls-Royce lại tuyên bố rằng Cullinan là chiếc SUV đầu tiên trên thế giới có thiết kế ba hộp cơ. Và một lát nữa chúng ta sẽ khám phá bên trong để biết được là tại sao họ có quyền gọi như vậy. Và cuối cùng là về tính di sản. Mặc dù mẫu xe này ra mắt từ năm 2018 nhưng đây không phải là lần đầu tiên Rolls-Royce tạo ra một chiếc xe có năng lực địa hình. Thực tế thì họ tạo ra những mẫu xe quân sự trên nền tảng chiếc Silver Ghost từ năm 1914, tức là 8 năm sau khi thương hiệu này ra đời, để phục vụ quân đội Anh ở Trung Đông trong Thế chiến thứ nhất. Thế nên là nói về mặt lịch sử thì thực ra chiếc Cullinan không phải là một mẫu xe quá mới, nói về khả năng chinh phục địa hình. Giá khoảng 40 tỷ đồng ở Việt Nam thì đây quả thật là một tòa nhà và nó còn đúng theo nghĩa đen nữa. Mẫu xe này thực sự là to cao với chiều dài khoảng gần 5m4, cao khoảng 1m84, trục cơ sở lên tới khoảng gần 3m3 và khối lượng bản thân phiên bản Black Bash khoảng hơn 2,7 tấn thì nó thực sự là một chiếc xe khổng lồ và nuốt trọn chiếc Bentley Bentayga. Và tất nhiên là điều này sẽ rất đúng vì mẫu xe này cũng có giá bán đắt hơn gấp đôi chiếc Bentayga nữa. Tuy là có một kích thước rất khổng lồ như vậy, những mẫu xe này thực ra được xếp dưới dạng chiếu dưới của chiếc Rolls-Royce Phantom 8 vì nó ngắn và hẹp hơn. Tuy vậy thì mẫu xe này vẫn được thiết kế với những cái đường nét vô cùng hài hòa để mang tới một cái cảm giác vô cùng uy lực mà không cần sự phô trương gì ở đây. Các bạn hoàn toàn thấy phần thân hay là phần đầu, phần đuôi xe là những đường nét rất đơn giản và tinh gọn, nhưng nó vẫn quá uy lực. Đến với chiếc Rolls-Royce Cullinan, các bạn sẽ có một cái kiểu thiết kế mà tôi gọi là nó sẽ chấn áp tâm trí của người nhìn. Các bạn sẽ cảm thấy rất là ngợp khi đứng cạnh mẫu xe này. Nó có một cái đường cong kéo dài từ phần trụ A thông qua phần nắp capo nổi rất cao và kéo dài tới tận cản trước. Chi tiết này vừa nhấn mạnh chiều cao khoảng gần 1m84 của mẫu xe này và nó cũng thể hiện được một cái đẳng cấp, đó là tỷ lệ dash to axle ratio cực kỳ lớn. Đây mặc dù được coi là một chiếc Phantom gầm cao nhưng các bạn sẽ thấy đây là điểm rất khác biệt với chiếc Phantom. Mẫu xe này nó thể hiện được cái tính chất sẵn sàng chinh chiến nhiều hơn là phiên bản sedan nền tảng. Ngoài ra để nói về sự khổng lồ của chiếc Rolls-Royce Cullinan thì chúng ta cũng sẽ cần phải nhắc tới một thứ, đó là glass to metal ratio ở đây. Tức là tỷ lệ của chiều dài ô cửa kính so với tổng thể thân xe là cực kỳ lớn. Đến phần đuôi xe, các bạn sẽ thấy một cái đặc tính bảo tồn vô cùng đặc biệt của Rolls-Royce ở đây. Nhắc tới sự bảo tồn hay là sự truyền thống thì rõ ràng là Rolls-Royce họ có một vị trí đặc biệt ở trong thế giới xe hơi. Và cho tới bây giờ vẫn vậy. Mặc dù phần đuôi xe này không có quá nhiều hình bóng của chiếc Phantom ở đây, nhưng nó là phong cách thiết kế của những chiếc xe mà có phần đuôi được gọi là D-back của Rolls-Royce từ năm 1930, thời mà người ta còn chằng hành lý phía sau chứ không phải để hành lý ở bên trong. Rồi nhắc tới cái tính thể thao việt dã thì nếu các bạn sẵn sàng tiền, chúng ta hoàn toàn có thể chi thêm để mua một bộ ghế ngồi để câu cá ở đây với mức giá vô cùng đắt đỏ. Và các bạn cũng sẽ có cả những cái chi tiết nó mang tính chất rất thực dụng, ví dụ như một cái móc để kéo đồ ở phía bên dưới. Tất nhiên là nếu các bạn có thêm tiền. Nhắc tới Rolls-Royce, chắc chắn là chúng ta nhắc tới sự sang trọng, xa hoa, thừa thãi, đẳng cấp hàng đầu thế giới rồi. Không cần phải bàn cãi. Nhưng với chiếc Cullinan, các bạn sẽ có một sự định vị vô cùng đặc biệt. Cullinan là viên kim cương nguyên bản lớn nhất được tìm thấy trong tự nhiên và bây giờ nó là một phần của vương miện hoàng gia Anh.
nó đủ để cho thấy mẫu xe này nó có một cái vị trí khác hẳn. Và đến với phiên bản Black Bash thì các bạn còn có một sự đặc biệt hơn nữa. Nó đã sang trọng xa hoa thừa thãi rồi và bây giờ nó có thêm một chút hiếu chiến dữ dằn bí ẩn nữa. Sự khác biệt đầu tiên nằm ở khối động cơ 6.75 V12 phía dưới nắp capo. Vẫn là khối động cơ đó nhưng đã được tinh chỉnh lại để có công suất tốt hơn, mức độ nhạy ga tốt hơn. Và để tương xứng với một phần năng lực vận hành mới thì rõ ràng là hệ thống phanh cũng phải được nâng cấp với đĩa phanh lớn hơn. Ngoài ra thì các bạn có thêm một thứ đồ chơi khá vui vẻ là nút low ở đây mang tới một cái âm thanh vô sâu trầm ấm hơn, và một lát nữa chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Nói về phần ngoại hình thì các bạn cũng sẽ nhận ra phiên bản Black Bash rất dễ dàng với hàng loạt các chi tiết như phần lưới tản nhiệt, viền cửa sổ đều chuyển sang màu đen. Tất nhiên là biểu tượng Spirit of Ecstasy ở phía trước cũng là màu đen nốt. Không khí bad boy được thể hiện tốt hơn nữa khi chúng ta có la răng mới với họa tiết cánh hoa màu đen kẹp phanh màu đỏ. Và phần bô phía đằng sau rất khó để nhận ra nhưng nó được đặt thấp hơn một chút so với phiên bản Cullinan thông thường. Và bên trong nội thất thì điểm mà các bạn sẽ nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa phiên bản Black Bash và phiên bản thông thường đó là họa tiết carbon kiểu 3D ở đây. Chúng ta cũng sẽ cần một cái khoảng thời gian lâu lâu đấy để nhìn vào và nhận ra được mức độ sâu khá là kỳ lạ của phong cách thiết kế này. Đồng thời thì ơn giời cuối cùng chúng ta cũng đã có trần sao, một chi tiết bao gồm 1.344 bóng khác nhau, và nếu các bạn có tiền thì Rolls-Royce cho phép chúng ta cá nhân hóa tùy chỉnh lại để nó thể hiện đúng như bầu trời của một ngày nào đó trong quá khứ. Và với một chiếc như Rolls-Royce Cullinan thì tôi cho là cũng rất mất thời gian của các bạn nếu mà để ngồi kể lể đếm option. Chỉ một cách rất đơn giản, các bạn biết rằng ở đây chúng ta có những thứ thuộc diện cao cấp nhất của thế giới xe hơi. Và sẽ không có gì khó hiểu đâu khi mà mẫu xe này có giá bán ở thị trường nước ngoài khoảng trên 400.000 đô la. Thế nên về Việt Nam nó ra tới khoảng 40 tỷ đồng. Và sau đây là một số con số đặc biệt về chiếc Rolls-Royce Cullinan. Ở bên trong nắp capo này các bạn có khối động cơ 6.75 V12 tạo ra 563 mã lực và 850 Nm moment xoắn ngay từ 1.600 vòng một phút. Tức là chỉ cần chớm đạp ga thôi là nó đã max torque, một con số rất khủng khiếp. Tuy nhiên đây là phiên bản Black Bash, tức là chúng ta sẽ có một phiên bản tạm gọi là độ hiệu năng cao chính hãng của Rolls-Royce. Và như thế thì dưới nắp capo này bây giờ là 592 mã lực và 900 Nm moment xoắn. Đồng thời thì phiên bản Black Bash cũng sẽ nặng hơn phiên bản cơ sở một chút xíu. Bản cơ sở nặng khoảng 2,66 tấn, còn bản này nặng khoảng 2,75 tấn. Về phần hệ thống treo cũng là một chi tiết rất thú vị mà Rolls-Royce họ tuyên bố rằng nó mang tới một cái trải nghiệm gọi là thảm bay đích thực. Hệ thống treo khí nén có khả năng tự động cân bằng, có một phần máy tính nhỏ để tính toán được vài triệu phép tính trong một giây, bao gồm những yếu tố như góc đánh lái, gia tốc, điều kiện mặt đường và cả camera quan sát được nữa để mang tới một cái hiệu năng tốt nhất. Thậm chí nó còn đặc biệt tới nỗi tham gia vào các quá trình lấy độ bám của chiếc xe này. Ngay lập tức khi phát hiện một trong bốn bánh mất độ bám thì hệ thống treo sẽ gia tăng lực ép để ấn bánh xe xuống đường, tìm kiếm lại mức độ tiếp xúc. Mặc dù là một chiếc xe vô cùng bóng bẩy và được định nghĩa là một chiếc xe quý tộc, nhưng Rolls-Royce cũng tuyên bố rằng chiếc Cullinan có năng lực địa hình thuộc dạng tốt nhất trong thế giới SUV hạng sang hoặc siêu sang, với khả năng lội nước được 540mm. Và như thế thì rõ ràng là họ không coi chiếc Range Rover là đối thủ, vì mẫu xe đồng hương có khả năng lội nước được tới 900mm nữa cơ. Một con số thú vị khác về chiếc Rolls-Royce Cullinan đó là mặc dù nó có chiều cao thực sự rất khủng khiếp, và khi ngồi vào trong các bạn cũng sẽ thấy nó rất cao, nhưng tính năng Easy Entry sẽ tự động hạ xe xuống 40mm mỗi khi mà chúng ta cầm chìa khóa và chạm tay vào cửa để dễ dàng bước vào trong xe. Rồi, một video walk around, tức là chúng ta đi xung quanh, sờ chạm, trải nghiệm, đếm option. Với tôi thì một khuôn mặt nam giới xuất hiện ở một kiểu video như này trên khoảng 10 phút là cũng đã tương đối khó xem rồi. Thế nên chúng ta sẽ đến với một vài điểm rất nhanh nữa thôi. Với chiếc Rolls-Royce Cullinan các bạn sẽ có một cái kiểu thiết kế cũng khá là phi truyền thống của Rolls-Royce nữa, đó là phần vô lăng được thiết kế dày hơn và đường kính nhỏ đi. Nó khác so với phong cách mỏng và lớn về mặt đường kính theo kiểu cổ điển của chiếc Phantom chẳng hạn. Với chiếc Rolls-Royce Phantom, tôi tin là các bạn nhìn thấy nó ngoài đường thôi cũng đủ để nhận ra nó là một chiếc xe cực kỳ to cao hoành tráng rồi, sedan thôi, nhưng mà điểm đặt hông, vị trí ngồi là cực kỳ cao. Nhưng ở trên chiếc Cullinan các bạn sẽ có thêm tận 230mm nữa, tức là ngồi ở đây ấy, thực sự là các bạn không chỉ ở trên đỉnh của xã hội về mặt tiền bạc đâu, mà còn ngồi trên đỉnh của xã hội về vị trí vật lý nữa.